Xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Để tiếp tục, Ngọc Vy xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 của loạt bài phỏng vấn đặc biệt Mẹ Nấm do Võ Thành Nhân thực hiện tại phòng thu hình của đài truyền hình Sài Gòn Network 51.3 Houston, Texas. Và khi nói mà chúng ta đấu tranh thì phải dấn thân, chúng ta phải hy sinh và cũng phải bắt đầu từ một cái nền tảng giáo dục gia đình. Thì như Quỳnh có thể chia sẻ cái ý thức mà có được các quyết định mà giống như là lên được cái tiếng nói đòi cái quyền công dân, hoặc là khởi xướng cho các phong trào tranh đấu bất bạo động và những cái công tác mà có ích lợi cho cộng đồng đó, thì có phải đó là nó từ gia đình của mình và xuất phát từ mẹ của mình và sau này nó có thể ảnh hưởng tới con của mình? Thì Mẹ Nấm có thể cho biết cái giá trị đó và được Mẹ Nấm sử dụng nó như thế nào hiện nay, và Mẹ Nấm được thụ hưởng từ mẹ của mình ở trong quá khứ? Dạ, cái này Quỳnh nghĩ là được thừa hưởng từ gia đình. Vì gia đình là mẹ, cậu gì là được nuôi dưỡng trong cái sự giáo dục và văn minh của nền đệ nhị Cộng Hòa. Thì những cái gì mà Quỳnh học, vì Quỳnh sinh năm 1979, tức là sau năm 1975, thì toàn bộ cái lịch sử được học về Việt Nam Cộng Hòa nó là những cái gì đó không tốt đẹp. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại trong gia đình mình á, bố mẹ, cậu gì, mọi người hướng dẫn mình cái tính nhân bản, cái sự văn minh, rồi đùm bọc lẫn nhau, thì mình tự nhìn thấy, và qua internet thì được biết là Việt Nam Cộng Hòa không phải như những gì mà Cộng sản tuyên truyền. Và cái giá trị thật sự của Việt Nam Cộng Hòa đó là sự nồng ấm và sự văn minh. Thì Quỳnh nghĩ cái sự thừa hưởng đó từ gia đình nó tạo ra Quỳnh ngày hôm nay rất lớn phần nhiều. Và chắc chắn là những giá trị đó là những giá trị tốt đẹp, thì Nấm và Gấu sẽ phải được nuôi dưỡng trong cái sự bao bọc, đặc biệt là khi đã đặt chân đến đây sống giữa cái nôi của cái nền văn minh đó. Và quý vị cũng biết rằng là khi mà chúng tôi trước khi mà đến Texas, đến Houston thì chúng tôi có nghiên cứu về mẹ Nấm. Có một điều rất là đặc biệt là so sánh với những người đấu tranh khác ở trong nước thì mẹ Nấm có một cái kỹ năng trong vấn đề lãnh đạo, khởi xướng những cái việc làm hoặc là yểm trợ những cái việc làm của những người xung quanh của mình, và nó đưa đến những cái biểu tượng rất là thành công. Trở lại, mẹ Nấm có thể cho biết cái biểu tượng có cái bong bóng màu xanh, nó rất là đặc biệt để đòi cái quyền của con người ở trong nước. Thì mẹ Nấm có thể giải thích cái đó, tại vì có nhiều anh em ở ngoài này rất là khâm phục cái việc làm như vậy. Cái bong bóng màu xanh lá cây có hình biểu tượng human right, và cái câu là quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng, dạ đúng, đúng không ạ? Dạ đúng. Cái đó là anh chị em trong mạng lưới blogger. Cái màu xanh là vì Quỳnh là một người viết bài thường xuyên cho Dân Làm Báo, và bị ấn tượng bởi cái nền màu xanh lá mạ. Đó là một cái màu xanh hòa bình. Việt Nam là một đất nước văn minh lúa nước mà. Yeah. Màu xanh lá mạ là cái màu xanh nó nuôi dưỡng cái sự hiền hòa. Quỳnh rất thích cái màu đó. Rồi khi làm việc với anh chị em bên Dân Làm Báo, ấn tượng bởi cái trái tim của mỗi bài trong Dân Làm Báo. Cho nên khi mà có mạng lưới rồi, tất cả nó đều, Quỳnh đều muốn cái màu xanh đó nó đi lên. Màu xanh đó nó không đỏ, nó không phải là màu đỏ. Yeah. Nói chung không thích màu đỏ thì cái gì là màu đỏ không dùng. Cho nên muốn dùng màu xanh. Và màu xanh đó nó hiền hòa, nhưng nó không mềm yếu. Và thực sự thì mình dùng một cái câu nào đó để mà nói với những người trong nước, những người còn chưa ý thức, họ không sợ nhưng mà họ không ý thức được là họ có cái quyền, họ có quyền được đòi cái này, có quyền lên tiếng, có quyền được sống. Thì cái câu mà quyền con người của chúng ta cần phải được tôn trọng, nó là một cái cách nhẹ nhất để nhắc về cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và Quỳnh cũng chỉ muốn chọn những hoạt động nhẹ nhàng, đưa cái bong bóng bay ra ngoài đường, người dân đến nhận, họ sẽ kèm theo cái bản tuyên ngôn nhân quyền, họ đọc nhẹ nhàng thôi, thắc mắc cái gì họ sẽ hỏi. Nó sẽ bắt đầu từ những cái việc bình thường như vậy. Và nếu bị xem là không bình thường thì tự những người chứng kiến họ sẽ đặt câu hỏi. Yeah. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng đó là khi mà chúng tôi nghiên cứu tới cái câu mà gọi là cá cần nước sạch,
nước cần minh bạch. Cái câu đó nó thành một cái phong trào. Và nó giống như là lúc mà những người đi tranh cử họ kiếm những cái slogan hay là những cái motor họ kiếm để mà họ kích động người khác làm việc, giống như tổng thống Barack Obama dùng cái chữ change, tức là đổi, hoặc là ông tổng thống Trump thì dùng American First, hay là tức là những cách như vậy đó. Nhưng mà cái câu mà khi mà sau khi cái vụ án mà Formosa đó, thì cái statement, cái câu nói của cái bảng hiệu mà của Quỳnh đưa lên, cầm lên đó, nói rằng đó là cá cần nước sạch, nước cần minh bạch. Chúng tôi có nghiên cứu và thấy một cái câu nói này không có dễ để mà lập ra, thì có thể Quỳnh cho biết thêm là cái sự hình thành của câu đó, và khi mà nó được tung ra như vậy khắp nước Việt Nam và tới hải ngoại ai cũng biết, thì nó được chuẩn bị như thế nào, và trong một cái bối cảnh sau Formosa thì nó rất là hữu hiệu, thì có thể chia sẻ được cái giai đoạn lịch sử đó. Dạ, cá cần nước sạch, nước cần minh bạch là một cái gọi là, mình gọi là slogan đi ha. Thì nó là ý tưởng của tất cả các thành viên mạng lưới blogger. Tại vì nếu mà ở đây mọi người chỉ mới nói đến cái câu, chứ mọi người không có nhìn cái hình kỹ. Tại vì cái hình vẽ rất là vui, là hình con cá thì nó có cái con cá nó là chữ C, còn nước thì nó là hình một con người. Thì cũng là một cái cách chơi chữ của người Việt thôi. Cá thì cần nước, nước thì ở đây cũng là dân. Thực sự thì cái sự kiện xả thải của Formosa nó tạo ra một sự quan tâm về xã hội rất là lớn ở Việt Nam. Người bình thường không quan tâm đến chính trị, nhưng mà bữa nay họ cũng biết là ồ, nguy hiểm quá, mình có quyền được sống như thế này, mình có quyền đòi hỏi như thế kia. Thì một trong những cái yếu tố để một đất nước phát triển được người dân kiểm soát đó là sự minh bạch, nhưng ở Việt Nam nó hoàn toàn không có cái đó. Thì bước đầu anh chị em trong mạng lưới blogger chỉ muốn là người dân có quyền đòi hỏi sự minh bạch thông tin. Đó là cái đòi hỏi cao hơn nữa, ngoài cái đòi hỏi về môi trường thì phải đòi hỏi với chính phủ về sự minh bạch. Thì từng bước, ở cái thời điểm đó anh chị em muốn người dân từng bước tiếp cận cái quyền đòi hỏi sự minh bạch qua cái câu đó. Và bắt đầu vận động cái phong trào khởi kiện dạ. nhà nước Cộng dạ. sản Việt Nam. Dạ. Cái đó là một cái từng bước, nó là cái bước thứ hai sau khi mà có được cái câu slogan như vậy ra đời, thì có dạ. phải đó là cái thứ hai là mà nắm thực sự thì chưa? Tại cái thời điểm của cái vụ xả thải Formosa thì không chỉ mạng lưới blogger mà toàn bộ các cái phong trào dân sự ở trong Việt Nam thì anh chị em đều làm như vậy. Và mỗi người có một cái cách riêng của mình. Nhóm này thì đến với ngư dân, nhóm kia thì đến với gia đình. Thì mạng lưới với cái tài lực của mình thì có thể chỉ có dùng cái thông tin rồi dùng các cái phong trào, thì mong là góp một cái sức nhỏ của mình với cái phong trào chung đòi hỏi cái quyền được sống trong môi trường trong lành cho mọi người. Thì rất may là nó đã đi sâu vào trong lòng mọi người. À, bắt đầu khởi kiện. Dạ. Và chúng ta có thật sự có kiện được nhà nước Cộng sản Việt Nam hay không, hay là có kiện được Formosa hay không, hay là chúng ta chỉ có khởi lên một cái phong trào như vậy thôi, và thấy người Việt ở hải ngoại có nhiều cái chương trình để vận động để mà khởi kiện nhà nước Cộng sản Việt Nam sau cái vụ Formosa lắm. Dạ, tại thời điểm đó thì Quỳnh bị bắt mất tiêu. Dạ. 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 Mà cũng chia sẻ với lại Mai Nắm là có rất là nhiều người hải ngoại đi vận động cho một cái chương trình để mà khởi kiện nhà nước Cộng sản Việt Nam sau cái vụ Formosa. Dạ. Dạ. Thì đó là một những cái mà chúng tôi nghĩ là có thể chia sẻ với quý vị để thấy cái sự phát động những cái phong trào mà chúng tôi nghĩ rằng là Mẹ Nắm là một cái biểu tượng đặc biệt lắm. Vì một quốc gia cường thịnh phải thay đổi. Thành thật mà nói là đây là một cái statement rất là strong, rất là mạnh, và một cái câu nói này đó, nếu mà chúng ta chỉ nói một cách bình thường thôi thì không thấy nó có một cái giá trị nào đó trong cái ảnh hưởng đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta ở ngay tại đất nước Cộng sản Việt Nam, chúng ta trong lòng đất nước Việt Nam, mà chúng ta là một người phụ nữ, mà chúng ta có một cái câu nói như vậy, mà cầm một cái nói như vậy, thì Như Quỳnh có thể chia sẻ cái câu nói này của mạng lưới nhân quyền tung ra, hay là Như Quỳnh dùng cái câu nói đó để mà đẩy mạnh một cái phong trào là đất nước phải thay đổi. Dạ, và thay đổi thì thay đổi như thế nào trong cái ý hướng của mình? Dạ, cái thời điểm cái câu vì một quốc gia cường thịnh phải thay đổi được đưa ra đó là thời điểm giàn khoan Hải Dương. Dạ, năm 2014. Thì thực sự thì với cái cách làm việc của mạng lưới blogger thì chúng ta sẽ làm cái này.
Rồi anh chị em ai có ý kiến gì thì đó là một trong những hội, nếu mà Quỳnh nhớ không lầm nó không phải là ý tưởng của Quỳnh, nó là một trong những thành viên. Cái thời điểm đó họp rất là đông. Thì cái ai có khẩu hiệu gì muốn muốn đưa thông điệp của mình thì nghĩ cho nó ngắn gọn và đưa ra. Thì cái thời điểm đó là cũng muốn là Quỳnh nhớ không lầm là nó gần cái thời điểm ông Obama đến Việt Nam. Dạ, thì như nó khoảng tháng 4, tháng 5. Ông này, cái đó nó đến tháng 4, tháng 5 gì, khoảng có tin là Obama sẽ đến Việt Nam. Thì mọi người bàn với nhau là bộ chúng ta phải phải cho người dân thấy rằng là phải thay đổi ở đây, là nó không phải là thay đổi cho người dân xuống biểu tình, mà chính từ bên trong lãnh đạo, từ bên trong nội bộ, và chính mỗi người dân cũng phải thay đổi. Đời thay đổi khi ta thay đổi mà, cho nên là phải thay đổi. Thì cái câu khẩu hiệu đó trong cái phiên tòa sơ thẩm Quỳnh cũng có nhắc. Tôi không có tội gì về cái chuyện tôi đòi quốc gia cường thịnh hết, mà tại sao đó cũng là một trong những cái hình kết tội Quỳnh, mà mặc dù nó nổi tiếng trên internet như anh Nhân nói thì Quỳnh mới biết, nhưng mà là nó cũng là một trong những cái phần kết tội. Thì hôm đó có tranh luận trước tòa là tôi đòi hỏi sự cường thịnh, sự thay đổi này, tôi muốn chính phủ thay đổi, bản thân tôi cũng phải thay đổi, và tôi thay đổi là tôi ra đó tôi đòi thôi. Thì nó là cái khao khát, nó không phải chỉ là một câu nói mà nó là khao khát. Mình nghĩ mọi người hưởng ứng cái câu đó bởi vì nó không phải là khao khát của Quỳnh hay của anh chị em mạng lưới blogger Việt Nam, mà nó là khao khát của hàng triệu người dân Việt Nam khác, và nó dễ đi vào lòng người vì đó là khao khát của họ. Kính thưa quý vị, Ngọc Vi xin thông báo chương trình phỏng vấn đặc biệt mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phần kết sẽ được phát hình vào tối mai 8 giờ tối giờ Hòa Thịnh Đốn trên SBTN. Kính mời quý vị đón xem. Đến đây, bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay xin được chấm dứt. Mọi liên lạc với ban biên tập SBTN DC xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Ngọc Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.